Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron. Và để phát hiện sớm biến thể mới này, Hà Nội kiểm soát chặt sân bay Nội Bài. Hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron phải cách ly tập trung, kể cả đã tiêm vaccine hoặc là từng mắc COVID-19. Ngoài cách ly tập trung người đến từ các quốc gia đang có Omicron, Hà Nội giám sát hành khách nhập cảnh có tiền sử đến và về từ các quốc gia, các khu vực đã ghi nhận lây lan biến chủng mới như là Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho và Mozambique. Thành phố đề nghị các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen S trong các mẫu xét nghiệm PCR dương tính. Việt Nam được đánh giá là đã vượt mục tiêu bao phủ vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra trong năm nay. Hiện Việt Nam đã tiêm được hơn 146 triệu liều vaccine, trong đó mũi 2 là hơn 66 triệu liều. Tính riêng với dân số từ 18 tuổi trở lên, hiện Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất là một liều vaccine là 98% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản trên tổng dân số là 66%. Bộ Y tế đặt mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong tháng 1 năm sau hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi. Quý 1 năm sau hoàn thành mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quy định hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ không cần có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Với hành khách cư trú và lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch từ cấp 4 hoặc là vùng phong tỏa, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với phương pháp PCR hoặc là xét nghiệm nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ. Khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC COVID và hành khách không được tham gia chuyến bay khi có những triệu chứng như ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Với hành khách từ các sân bay khác, nhà chức trách vẫn áp dụng quy định khi đi máy bay cần phải tiêm vaccine hoặc là có giấy xét nghiệm. Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại. Cơ quan này lý giải đề xuất được đưa ra căn cứ này là do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã từng bước được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi cao, hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ đều đã đi vào hoạt động. Việc mở cửa trở lại hoạt động những cơ sở này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho người dân, cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch, từng bước khôi phục nền kinh tế. Nếu mở cửa trở lại, một trong những điều kiện là các cơ sở karaoke cần phải đảm bảo khoảng cách giữa các khách từ 4m2 trở lên, không bao gồm công trình phụ. Khoảng cách này đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ. Từ ngày 25 tháng 12 đến nay, lực lượng y tế của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiêm vét mũi 1 tại nhà cho khoảng 900 người dân. Tất cả đều an toàn, hiệu quả và chưa có trường hợp nào phản ứng bất thường sau tiêm. Dự kiến trong ngày hôm nay, Đà Nẵng sẽ hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 tại nhà cho 100% người cao tuổi, người bệnh tật, những người không thể đi tiêm, đạt tiến độ đã đề ra. Tính đến nay, thành phố đã tiêm trên 1.900.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó tiêm mũi 1 cho hơn 970.000 người và mũi 2 cho gần 950.000 người, mũi 3 cho hơn 600 người. Hiện Đà Nẵng có 420 khu vực phong tỏa với 1.182 hộ, bao gồm 5.542 nhân khẩu. Duy trì 14 cơ sở cách ly tập trung với 321 người đang cách ly. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 5.602 ca mắc COVID-19, trong đó có 194 ca đến từ ngoại tỉnh. Tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ thông báo giảm thời gian cách ly được khuyến nghị đối với những người bị nhiễm COVID-19 không triệu chứng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. CDC Mỹ khuyến cáo, sau thời gian cách ly 5 ngày nói trên, mọi người nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác trong vòng 5 ngày tiếp theo để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, cơ quan này cũng cập nhật khuyến nghị về thời gian cách ly đối với những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc là đã tiêm được 6 tháng liều vaccine theo công nghệ mRNA thứ 2 hoặc là hơn 2 tháng sau khi tiêm vaccine của Johnson & Johnson loại 1 mũi. Cụ thể, trong trường hợp những người này bị phơi nhiễm COVID-19, họ phải cách ly 5 ngày và sử dụng khẩu trang nghiêm ngặt trong vòng 5 ngày tiếp theo. Với những người đã tiêm chủng và tiêm đủ liều tăng cường, CDC Mỹ cho biết không cần phải cách ly nhưng nên đeo khẩu trang trong 10 ngày sau khi bị phơi nhiễm. Chính phủ Italia đang xem xét việc rút ngắn thời gian cách ly đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19 tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Theo quy định hiện nay, những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải tự cách ly trong 7 ngày nếu họ đã tiêm vaccine và trong 10 ngày nếu họ chưa tiêm phòng. Bên cạnh đó, kể từ ngày 10 tháng 1 tới, thời gian giữa mũi thứ 2 và mũi tăng cường giảm từ 6 tháng xuống còn 4 tháng. Những quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh là số ca nhiễm biến thể Omicron hiện chiếm từ 50 đến 60% các ca mắc mới COVID-19 tại Italia.
Bộ Y tế Singapore thông báo kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, tất cả người lao động chưa tiêm vaccine sẽ không được đến nơi làm việc, cho dù họ có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ trước. Những lao động mới tiêm một mũi vaccine thì sẽ được cho thêm thời gian đến 31 tháng 1 năm 2022 để hoàn thành đủ liều cơ bản. Những người này sẽ vẫn được đến nơi làm việc nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ trước khi đi làm. Chính quyền thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp phòng dịch lên mức cao nhất nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong 21 tháng qua tại nước này. Theo đó, không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch. Giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện lưu thông và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam 10 ngày, cũng như phải nộp phạt 500 nhân dân tệ, tương đương với 78 đô la. Cơ quan y tế của bang New South Wales của Australia đã vừa công bố dữ liệu cho thấy trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng, hầu hết các ca bệnh nặng tại bang này là do nhiễm biến thể Delta. Hầu hết bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa hồi sức tích cực, chưa tiêm vaccine và có bệnh lý nền. Bất chấp việc ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, giới chức của bang này vẫn khuyến khích người dân duy trì cuộc sống bình thường do các nghiên cứu cho thấy là Omicron không gây bệnh nặng như các biến thể trước đó. Giới chức y tế bang New South Wales khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo giãn cách, tuân thủ các hướng dẫn y tế và tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong đó có cả mũi tăng cường. Bên cạnh đó, chính quyền bang cũng có kế hoạch triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí kể từ năm 2022. Trong thời kỳ sống chung với COVID-19, việc phát hiện ca nhiễm nhờ xét nghiệm nhanh ngày càng trở nên quan trọng hơn nhằm giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Dù độ chính xác chưa thể bằng xét nghiệm PCR, nhưng có thể thấy sau khẩu trang và nước rửa tay, bộ test nhanh đang dần trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Để thực hiện kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, cô Milagros Garcia và người bạn cùng phòng ở miền Nam Tây Ban Nha đang tự xét nghiệm bằng bộ kit test nhanh tại nhà. Bằng cách tự test nhanh, chúng tôi có thể loại trừ khả năng nhiễm COVID-19. Giờ chúng tôi đã thấy yên tâm hơn. Nhu cầu đi lại ở mức cao đã khiến test nhanh trở thành phương tiện cần thiết. Vì trách nhiệm xã hội và trên hết là để yên tâm hơn, tôi đã tự làm xét nghiệm kháng nguyên. Tôi sẽ gặp mẹ và chị gái trong kỳ nghỉ này, nên tôi muốn đảm bảo mình không nhiễm COVID-19, vì hiện tôi đang thấy đau họng nhẹ. Ưu điểm của xét nghiệm nhanh là đơn giản và nhanh gọn, thông thường là chưa đầy 15 phút. Tuy nhiên, một số hạn chế là kit xét nghiệm nhanh có thể kém chính xác hơn xét nghiệm PCR, nhất là với những trường hợp mới ở giai đoạn đầu nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, các xét nghiệm nhanh vẫn hiệu quả với biến thể Omicron, nhưng phải được thực hiện đúng lúc và lý tưởng nhất là làm nhiều lần trong vài ngày để có kết quả chính xác nhất. Hoạt động mạnh mẽ trong suốt gần 3 tháng, tuy nhiên sau 10 ngày không tạo ra dòng dung nham, hoạt động địa chấn hoặc lượng khí thải sulfur dioxide đáng kể, núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã chính thức ngủ yên vào ngày 25 tháng 12. Các chuyên gia đã cảnh báo là sẽ cần vài năm để làm sạch đất và loại bỏ một lượng lớn tro bụi trong các tòa nhà và trên hệ thống đường giao thông. Núi lửa Cumbre Vieja đã hoạt động trong 85 ngày và 18 giờ, phá hủy 1.345 ngôi nhà, cũng như nhiều trường học, nhà thờ, trung tâm y tế và hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Dung nham núi lửa bao phủ diện tích lên tới 1.250 ha, phần lớn trong số đó là các đồn điền trồng chuối. Khoảng 7.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Tổng thiệt hại trong đợt phun trào lần này của núi lửa Cumbre Vieja có thể lên tới hơn 900 triệu euro, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo sau khi ngừng phun trào, núi lửa sẽ tiếp tục thải ra khí độc trong một thời gian dài, đe dọa tới chất lượng không khí và sức khỏe của người dân. Ngoài ra cũng cần một thời gian nữa để dung nham nguội về mức an toàn. Hàng trăm trẻ em Indonesia đã cùng nhau làm lễ rửa chân cho mẹ nhân một sự kiện kỷ niệm ngày của mẹ. Hành động này được xem như một biểu hiện cho tình yêu thương mà con cái dành cho những người mẹ. Hàng trăm trẻ em đã cùng nhau cúi đầu rửa chân cho mẹ của mình để kỷ niệm ngày của mẹ ở Indonesia. Qua sự kiện lần này, tôi càng tự hào hơn về con gái của mình và cầu chúc cho ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ nhắc nhở cho trẻ em về những việc làm tốt đẹp và sự hy sinh của người mẹ trong suốt cuộc đời này, cho đến khi các em trưởng thành, thậm chí là khi mẹ của các em không còn nữa. Ngày của mẹ ở Indonesia được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 hàng năm. Dù không phải là một ngày lễ quốc gia,
Sự kiện này vẫn thu hút rất nhiều người dân tham gia và lượt khách đến theo dõi cũng như trải nghiệm.